Hello everyone, qua con back to my channel clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game đầu tiên, đó là Hello Label. Chúng mình cùng đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu này và đi trực tiếp vào tựa game luôn. Đây chính là các hàng xóm kỳ cục đây. Wow, nước nhân vật của chúng ta là của mình là bây giờ sẽ đi khám phá xem trong ngôi nhà khoán có gì nha. Anh ta đâu rồi? Mình sẽ dùng cái 500 điện này và hút một cái rũa. Cái rũa này thì giúp chúng ta mở cửa cái cánh cửa con phòng. Ta sẽ lấy bên trong đó một cái cơ lê vàng. Cái cơ lê đó sẽ giúp chúng ta qua. Wow. Dừng nữa đi ra ngoài rồi sao? Đi tranh thủ lấy cái cờ lê vàng này. Đây chính là chiếc chìa khóa mở cửa xuống dưới hầm nhà trên hàng xóm kỳ cục này. Mình đã lấy được nó và bây giờ mình sẽ bước nhanh thôi. Thank you.
chuồn thôi. Và mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo nha. Bendy Run sẽ là tựa game tiếp theo của video này. Go, go, go. Thank you.
Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo nha. Who's Job Game. Mình đã thua cuộc rồi. Game này cũng là khá khó so với mình. Chưa thành thục cho lắm. Lại một lần nữa nha. Oh no 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 no. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, Assassin. Wow. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo nha. All-Star. Get him.
Tiếp theo nè. Sẽ đuổi theo chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là trả lời thêm 5 cuốn sách nữa để thoát ra khỏi đây này. Oh no 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 no, bị bắt luôn rồi. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game Stickman Dive Break 3. Эй, животное, я тебе покушать принёс. Chết mà thôi. Quánh luôn bát mạng. Tiếp theo mình sẽ chọn con chuột này. Bye-bye.
Và video của mình sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Goodbye, see you again. Hẹn gặp lại. Bye bye.